Rồi, những cái gì mà em cần coi như là cần sale trước là em sẽ luôn luôn em review cho các anh xem trước đầu tiên ha. Ví dụ như là cái lịch này. Cái lịch này hiện tại thì em đi mua là 380k ha. Cái lịch này thì em mua sau đó em về em chỉnh sửa rồi cho nó nhảy đồ này nọ ha. Mọi chức năng nó hoạt động đều bình thường hết. Đó, cái lịch này này em mua là 380k. Rồi còn cái bé chào mèo này á thì nó bị lẹo cái giọng máy rất là nặng, phải nói là rất là nặng, cho nên là em không có dám bán ra cho mấy anh. Tại vì mấy anh mà chơi chào mèo á, mà những cái con mà nó chào mèo mà nó bị lẹo giọng nhiều như này nè, mấy anh không có dám nuôi đó. Cho nên là em về chim em thấy nó như vậy, cho nên là em không có dám bán ra, và thậm chí cũng không có quay cái clip ở trong những cái con mà em bán ra đó. Cho nên là bữa nay nè, đó rảnh lắm, hôm bữa bị sảy một cái con chào mèo lân tê đẹp lắm, cho nên là tranh thủ chạy đi mua cái lụp, bỏ cái bé này vô, bé này hai dòng màu đó, có nghĩa là vừa hót giọng trống vừa hót giọng mái, cho nên bỏ vô lụp để canh bẫy lại, nhưng mà rốt cuộc bẫy không được. Thì hôm nay đăng cái clip ha, sale cho anh chị em luôn ha. Cái lụp này giá là 380k, chim này gốc giá 800k đó, hai cái cộng lại là một củ hai, nhanh gọn lẹ cho anh chị em luôn, giá 600k nguyên một bộ ha. Cái lụp này nó chỉ thiếu một cái áo lồng thôi, chứ còn là đầy đủ hết ha, ghim chuối nè, hũ nước rồi này nọ đầy đủ hết cho anh chị em, cả cái bé chào mèo đang nhảy nhảy ở bên trong ha. Đó thì cái bé này em nói trước nha, nó ưu tiên nó hót giọng mái nhiều và nó là chim trống ha, có nghĩa là nó lẹo giọng mà lẹo giọng nặng đó. Cả bộ như thế này 600k anh em về nuôi treo thí ha. Hello tất cả mọi người, hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2022. Trước tiên thì em xin review cho các anh xem một cái mẫu chòe lửa đuôi, một bên là 18-4, một bên là 18-7, chân hồng móng trắng rất là tơ luôn nha mọi người nha. Bản đuôi phải nói là rất là đẹp. Đây, đuôi rất là đẹp nha. Và đẹp hơn nữa là nó có một cái bông phải nói là rất là lớn ngay cần cổ. Đây, đó, rất là đẹp nha. Chim này là chim mới bẫy từ rừng về chưa qua cám. Và chút xíu nữa em sẽ review cho các anh xem những cái dòng chim hoàn toàn mới từ rừng về chưa qua cám hết. Tất cả những cái dòng chim em đang review cho các anh xem đây ha. À đây có một cái bông bụng nữa nè, không biết phải hay không. Rồi nhanh gọn lẹ chuồng số 7 nha mọi người nha. Giá là 600k. Đuôi một bên là 18-4, một bên là 18-7 ha. Mẫu này thì rất là đẹp, cánh xệ đuôi ben, đuôi to đẹp ha. Giá là 600k. Chuồng số 7 nha mọi người nha, rất là đẹp luôn. Hello tất cả mọi người, trước tiên thì em review cho các anh xem một cái mẫu mà cái lửa mà có chóp bông ổ cổ rồi ha. Còn bây giờ sẽ review cho các anh xem một cái mẫu chòe lửa đuôi tôm lụa, đuôi 2007 ha. Giá rất là yêu thương, giá chỉ có 1 triệu 6 thôi nha. Đuôi 2007, đuôi tôm lụa. Nói chung là tôm nhẹ, đuôi lụa, giá là 1 triệu 6, chim này cũng mới bẫy về. Chưa có qua cám gì hết nha mọi người nha. Đó, chim mới bẫy về luôn. Bảo hành coi như là mắt, móng, mỏ, tay chân cho tất cả mọi người. À quên nữa, chim này mép mùa này nha mọi người nha. Rồi bây giờ sẽ review cho các anh xem mấy cái mẫu chào mèo, và nó là ra giọng rất là ok luôn, giọng rất là hay, rất là thanh, giống như ngày hôm qua. Rồi trước tiên á sẽ review cho các anh xem một cái mẫu chào mèo tướng to nhất trong bầy ha. Thì bé này giá là 1 triệu 2, chuồng số 1. Mẫu này phải nói là gốc mòng dày, lân tê. Đó, chim mới bẫy về từ rừng, chưa qua cám. Đó, tất cả những cái dòng chim bữa nay review coi như là review tới đứa nào phải nói đứa đó. Chứ tại vì có nhiều anh, mình đã review, mình nói tổng tổng thể, ví dụ như ngày hôm đó em về mấy chục con vậy á, là toàn bộ là chim mới chưa qua cám, vậy mà cứ nhắn tin hỏi em hoài. Đó, biết nghe chim, biết nói giá tiền, biết cái số đuôi dài bao nhiêu, nhưng mà vẫn hỏi em là anh cám hay chưa. Trời, em nói thiệt, đôi khi em cũng phải sắm thêm cái mic để em nói lớn lên cho mấy anh nghe thôi, chứ còn bây giờ em cũng không biết được nào mà em giải thích. Đây là chuồng số 1, giá là 1 triệu 2 nha mọi người nha. Mẫu gốc gốc mồng to, lân tê nhẹ. Đó, nói chung là đá lân lên nhiều ha, nhưng mà chưa có tê cho lắm, mới có đá lân lên thôi, gốc mồng dày. Chuồng số 1 giá là 1 triệu 2 nha, tướng rất to ha.
Bội ấy, bội mùa này mà nó to như thế này, anh em về chăm mồi tươi rồi này nọ, mùa sau nó sẽ to hơn nữa. Ủa cái bé này yếm cũng khít mà ha. Ra giọng rồi ha. Rồi bên này số 2. Số 2 này gốc mồng cũng rất là dài, nhưng mà tướng thì nó chỉ có chung chung thôi. Chim này là chim Quảng Nam nha mọi người nha. Còn cái chuyện mà ông bẫy ở đâu, ông lập ở đâu thì chuyện là chuyện của ông Quảng Nam, ông chỉ có ông mới biết được thôi. Chứ còn em là em lấy chim Quảng Nam thì em biết là ở ngoài Quảng Nam gửi vô thôi. Đó. Đây là mẫu chào mào số 2, gốc mồng dài cũng đá lanh lên nhẹ ha. Bé này thì giá chỉ có 700k thôi, bằng những cái con chào mào ngày hôm qua về chín con nó, trời ơi, siêu đẹp không. Đó, bữa nay là đây mẫu số 2 nha. Đây là chuồng số 2 đó, trục rất là dữ ha. Gốc mồng đá lanh lên ok con dê luôn. Đó, đá lanh lên liền ha, gốc mồng cũng dài. Đây chuồng số 2 sẽ có giá là 700k nha. Đây, nói chung là tiền nào của đó thôi ha. To thì nó sẽ có giá tiền to, mà nhỏ thì nó có giá tiền nhỏ. Quy luật tự nhiên nó là như vậy. Rồi bên này chuột số 3 ha, cũng 700k ha. Chỉ có mỗi một bé là một củ hai thôi mọi người, do là cái bé đó nó to lắm. Đây. Đây, mẫu số 3 ha, gốc mồng cũng dài, đá lanh nhẹ luôn nha. Tất cả những cái dòng chim này em bao trống hết cho mọi người nha. Chim bẫy đấu mà, mấy anh cứ về nuôi, việc nuôi ở bơm lửa bơm mồi này nọ cho nó sung, cho nó chơi hay thôi. Chứ còn mà wow, em đang thuyết trình mà em phải nhìn cái bé này, do là biết không, nó cứ lắc lư đã lắm nè. Đây số 4 nha. Đó. Anh chuối kìa, chuối mới cắt kìa, lên anh chuối đi. Trời ơi. Lượn hoài. Em canh canh cho nó lên cầu để em quay cho mấy anh xem mà. Em kê điện thoại vô cái nó lại bu lên cái lồng nó đứng. Đây là mẫu lồng số 4 nha mọi người nha. Trời, em nói ngày hôm qua em bán chồng màu mà mấy anh xem, mấy anh la em quá trời. Kêu trời ơi, bán nó bán chim mà còn hơn là cái thứ gì nữa. Mới đăng lên 5, 10, 15, 20 phút rồi hết sạch sành xanh. Rồi bé này là chuồng số 5, bao cho các anh chơi giọng coi như là 6789, 6789. Đó. Chim này ông thợ ông có đánh dấu hai cái chân luôn nha mọi người nha. Cột hai chân luôn mới ghê chứ, bình thường cột có chân, bữa nay cột hai chân luôn. À, giọng rất là hay luôn. Thầy thợ nó báo với em sao thì em cũng thưa với mấy anh như vậy thôi. Chứ còn em không đi bẫy thì em không biết. Rồi bên này. Đây là trời lửa nha. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần rồi. Chiều chiều ra đứng bờ đê trông về quê mẹ rồi lầm bầm hết xăng. Đó cho nên là thôi bữa nay bán ít lắm. Hôm nay là chuột số 6 nè, đuôi 19, tôm nhẹ, đuôi lụa. Mà bản đuôi cũng tương đối lớn nha, bản đuôi tương đối lớn. Đó. Giá chỉ có 700k, tướng rất là mini luôn nè. Đây, chuột số 6 nha, giá 700k. Một bên này là 19, một bên là 19.2 nè, so le xíu xíu thôi nhưng mà tướng nè, đuôi nè rất là đẹp luôn nha. Giá 700k, chòe lửa trống, chuồng số 6 ha. Mấy anh đừng có kêu em chòe lửa anh đi. Anh Thành ơi, anh Thành có bao trống không? Trời ơi, chòe lửa này đuôi 19 mà em bán 700, mà nó là chim mái chắc có nước, em ra ngoài chợ em ngủ à. Rồi đây là chòe lửa này, hồi nãy em review cho các anh xem cái đoạn đầu của clip ha. Đuôi ben cánh sệ bông cổ ha. Đó, cái mẫu này trời ơi, không có chê đi đâu được hết á. Đây là chuồng số 7 nè, hồi nãy có review rồi ha. Rồi qua này chuồng số 8. Chuồng số 8 là đuôi 18, tướng to con ha, giá chỉ có 400k thôi. Đó. Tướng này anh em về cho coi như là hướng nghiệp làm võ sĩ rồi này nọ ha, rất là ok luôn ha. Đây là chuồng số 8, giá chỉ có 400k thôi ha. Rồi hồi nãy á, mơ mơ màng màng mò sao á, ra con chè lửa đuôi 20 2007 là ở trong cái lồng này nè. Nó cứ tưởng đâu dài nhất cho ra lồng, rốt cuộc mò ra thêm được bé này đuôi 21.2, đuôi tôm nhẹ nữa nè. Đó, chuồng số 9 ha. Đó, giá chỉ có 2,4 triệu. Đó, các anh đang đang nghe chào mào ha, nó quét 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 quét. Đó, những cái chào mào bẫy đấu về ra lồng cái nó chơi lên mọi người. Còn cái chuyện mà nuôi cho nó căng lửa rồi đấu dàn rồi này nọ là nó rất là khó nha mọi người nha. Chòe lửa là nó khó hơn là chòe than với ấy, xin lỗi, chào mào chứ, chào mào nó khó hơn là chòe than với chòe lửa gấp, em không biết diễn tả như thế nào, nhưng mà nó sẽ đòi hỏi một cái kỹ thuật
nó rất là khó luôn mọi người. Rồi đây là 21 hai ha, đuôi tôm nhẹ giá là 2,4 triệu, móng mắt mỏ tay chân đầy đủ hết. Đó, rất là đẹp ha, đuôi hơi tôm nhẹ tí xíu thôi ha, giá là 2,4 triệu. Rồi hôm nay là coi như là tổng cộng có được 10 đứa rồi, mọi người, tại do biết sao chiều nay là em đi tới ba cái sinh nhật luôn, coi như là đại sinh nhật đó. Rồi bye bye và chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong cái video tiếp theo nha mọi người nhé.